con đường quen lối đi mà nay nằm im đó. Những khi buồn ai đến thăm, còn đâu nữa mà mong. Nỡ đành quên sao ai, dư âm ngày xưa còn đó. Mình đang sử dụng điều khiển học để chỉnh từ xa nha các bạn. Hôm nay chúng ta test một con âm ly và cặp loa VH7 của hãng Kenwood. Đây là một dòng có giá thành rất là phải chăng, nhưng mà đặc biệt cho một chất âm và công suất rất là tốt. Đây là dòng cao cấp của hãng khi được sản xuất ra các bạn nha. Nó là thuộc top mini đại của hãng Kenwood, được trang bị vách bắp chuối ở phía sau trên cái phần loa và cả phần âm ly. Và cặp loa có cái hậu rất là sâu và cũng rất là cao, thành gỗ rất là dày. Và các bạn có thiết kế rất là độc đáo các bạn thấy không? Màng nhôm, bát lõm màng nhôm màu xanh dương đi cùng với cái phần trep là trep cũng màng nhôm và phễu. Trep dạng phễu các bạn nha, chứ không phải là nó đính liền. Cái phễu nó nằm hướng lên trên. À, và xung quanh nó được bọc thêm một cái khung nhôm để nó tán cái âm trep ra. Mỗi loa này nặng tới 4kg và có chiều cao là 31cm các bạn nha. Và chúng ta đang nghe đĩa CD. Đĩa đọc rất là tốt các bạn. Một cái đĩa chép. Ở trong để có đĩa thì nó sẽ sáng cái đèn, cái chỗ phần khay đĩa lên. Đĩa là làm dạng nút đĩa nên rất là gọn gàng. Các bạn có thể đặt cái đầu máy đứng như vậy, hoặc là các bạn có thể đặt nằm xuống thì cái màn hình nó sẽ xoay. Con này nếu mà đặt đứng như vậy á, thì nó thiết kế rất là gọn luôn, để các bạn có thể dễ dàng đặt kế cái máy tính của các bạn, kế bên máy tính, làm loa vi tính rất là tiện. Và công suất của nó cũng có thể chơi tốt trong cái phòng phòng kín thì là dưới 25m² các bạn nha, và có thể chơi được phòng thoáng 20m², phòng khách chung cư ok. Thì con này có một cái âm trường rất là rộng, bass xuống rất là sâu và trep cao. Cái thiết kế của nó là cái thiết kế màng nhôm như vậy nè, cái chất âm của nó rất là đặc sắc các bạn. Chỉnh được bass trep 8 nấc trên điều khiển và chỉnh được super bass 2 nấc. Cái phần super bass 2 nấc là cái bass đó là cái bass sâu, còn cái phần bass trep, cái phần âm bass đó là cái âm bass cao, cộng với phần trep là 8 nấc. Và nói thêm một chút nữa trước khi vào cái phần bài test âm thanh. Cái chế độ PUA A này là chế độ chỉ có trên một số dòng cao cấp của hãng Kenwood thôi các bạn nha. Chế độ Class A mà mình có nói khá là nhiều. Chế độ Class A này là chế độ Class A cải tiến cho một cái chất âm rất là ngọt ngào. Và máy càng nóng lên đó thì lại nghe càng hay, càng nghe càng thật các bạn nha. Class A, một trong những cái class đời đầu, hao tốn rất là nhiều điện năng. Tuy nhiên là chất âm nó rất là mộc mạc, rất là thật. Tuy nhiên đây là Class A cải tiến nên nó hạn chế được cái việc tản nhiệt cũng như là tiết kiệm điện năng hơn. Ok, chúng ta chơi nhạc qua máy tính các bạn nha, cổng AUX. Giống như chúng ta tậu cho mình một cái âm ly, có một cái âm ly rời, chỉnh được bass trep, super bass cũng như là chế độ PUA A, kết hợp với đầu đĩa và đặc biệt là cặp loa rất là chất lượng. 3 tháng quân trường của Trường Vũ. Bài này hay. Gối mộng đang trình bụi bước quân hành dọc ngang đời lĩnh. Hậu loa rất là sâu. Nó rất là nặng, tới 4kg một loa lận. Ngày đầu tiên bỡ ngỡ tay súng với nhịp đi lâu dần rồi chẳng có căng chi 92
trước phút chia tay mỗi tâm sự rơi đầy. Hồi thoáng chung đôi ta cùng nhau nguyện dù đường đời mỗi đưa cách một nơi. Nếu ấy nếu có xa xôi nhớ mang theo một lời nguyện mến thương nhau hoài. Ngày mai đây trên con đường xuôi ngược bạn về miền Trung tôi ở miền Tây. Thế gian dù có đổi thay tình ta vẫn đẹp như ngày đầu. Mình chỉnh cái phần super bass lên nấc 2 luôn rồi. Còn cái phần bass treble là mình đang để cân bằng, không có chỉnh gì hết các bạn nha. Tại vì con này có cái giọng hát rất là ngọt ngào. Và cái bass đánh nó mềm sâu, rất là thoải mái nếu mà nghe nhạc trữ tình lâu á. Và đặc biệt là cái điệu pua này nghe rất là hay. Nghe lâu không có mệt các bạn. Cái tiếng cảm giác là nếu mà treble cao và cái giọng hát nó bị chói lên đó, thì nghe là nghe một hồi chúng ta cảm thấy nó không có thật nữa. Cái thùng gỗ, cái thùng loa bằng gỗ các bạn nha. Thì những cái dòng này đều bằng gỗ hết. Còn ở phía trước nó cũng ốp một cái mặt gỗ rất là dày vào. Một cái mặt gỗ nè. Và nó làm trang trí kiểu lượng sống các bạn nha, chứ không phải bằng nhựa nha. Một cái mặt gỗ rất là dày. Thứ nhất là nó trang trí, thứ hai là các bạn có thể thấy nó làm tăng cái thể tích của cái thùng loa lên. Cái thứ nhất là cái thể tích của cái ống dẫn thông hơi mở rộng cái âm bass ra. Nếu mà từ cái đoạn này mà chúng ta nó mở rộng cái ống thông hơi, nó dài thêm được tầm khoảng 3cm nữa đó các bạn. Đó, cái âm bass cộng hưởng nó sẽ lực hơn rất là nhiều so với nếu mà nó đặt ở vị trí này. Rồi cái thứ hai nữa là nó tán cái âm bass bằng cái thùng gỗ này và cái âm treble vào cái thùng, cái thành gỗ này. Đó, nó tạo một cái đó, một cái phễu rộng để tán cái âm ra. Đó, nó là một thiết kế rất là hay luôn các bạn. Thứ nhất là trang trí, cái thứ hai là nó có tác dụng mở rộng cái độ động của cái âm thanh bass và cái phần tán cái phần treble nhuyễn ra. Cái dàn âm thanh thật sự là cao cấp của hãng Kenwood khi được sản xuất ra. Cái chất âm của nó có thể sánh ngang với những cái dòng tầm nếu mà hàng nội địa Nhật tầm từ 3 triệu cho tới 4 triệu. Nhưng mà con này hiện tại là nó về đa phần là nó không có thớt MD và thớt cassette. Do đó mình đang bán giá cái âm ly và cặp loa nên giá rất là phải chăng các bạn nha. Thật sự nó full, nếu mà nó mua, cái người mua họ mua full 3 thớt thì giá thành của nó đang sẽ ở, nếu mà giá hàng bán lại, hàng nội địa Nhật Vũ bán lại thì tầm khoảng 3 triệu mấy các bạn nha. Đó, thì nó đang tầm giá của nó là có chất âm của một con tầm 3-4 triệu. Ok. Và đây cái lưới của nó là cái lưới màu xanh luôn, nhưng mà cái nhược điểm của nó là về có nó bị xước, bị rách cái lưới ngoài bên góc rồi. Đó, một góc trên và một góc dưới. Rất là uổng, nhưng mà các bạn có thể bọc cái lưới lại nha. Lưới thì bọc lại bằng vải thì nó dễ. Quan trọng là cái này nó nguyên zin hết.
từ cái màu vàng của gỗ cho tới cái màu xanh này rất là độc đáo, và đặc biệt là cái màn loa bằng nhôm này không thể thay thế đâu nha. Hai cái màn này chất âm nó cũng độc đáo từ cái màn này ra, rồi nếu mà thay thế thì không còn gì là để nói nữa. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình các bạn nhé.